Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị đam mê câu cá. Hôm nay em lên sóng cho bác một số mẫu cần chính hãng của GVK. Có độ dài từ 5m4 cho đến 8m1. Bác nào có nhu cầu alo em nhé. Số điện thoại em để bên dưới video, địa chỉ em để bên dưới video hoặc em để một số trên tiêu đề video nhé. Đầu tiên là em có mẫu GVK phong ảnh. Đây, GVK phong ảnh. Có hai size, hiện tại đang có hai size là 6.3 6.3 và 7.2. 6.3 7.2. Độ cứng là 5H các bạn nha, độ cứng là 5H phong ảnh. Đây về thông số đây. 6.3 này. À, 6 lóng. Thu lại là 118 cm, trọng lượng là 195 g. Đấy, trọng lượng 195 g. Còn bên này hình như là trọng lượng khi có lắp chuôi cần là 206 g sao ạ? Và có thêm bịt đầu cần là trọng lượng là 222 g sao ạ? Từ cái ngọn là 1,4 mm, từ cái gốc là 24,2 mm. Đại hàm lượng carbon 87%, 13% thành phần khác các bạn nhé. Đây các bạn nhé. Tải tĩnh là 1.500 g, tức là 1,5 kg. Đây. Đây. Cần phong ảnh GVK hàng chính hãng nhé. Độ cứng 5H các bạn nhé, độ cứng 5H. Đây. Cần GVK thì bây giờ bị nhái rất nhiều các bạn nhé. Bác lưu ý khi mua cần, tránh mua phải hàng nhái hàng giả. Đây. Carbon vân xoắn mịn bóng 6.3, tem chính hãng GVK này các bạn này. Cần là sự kết hợp giữa màu màu trắng kim loại, màu trắng kim loại với màu đen. Nắp bịt thì cũng là màu trắng kim loại luôn. Các lóng trong này. Đấy, các lóng trong này. Các lóng trong này. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, các lóng trong này. Carbon vân xoắn này các bạn này. Đấy, rất đều luôn. Trọng lượng cần khá là nhẹ các bạn nhé. Khá là nhẹ. Khá là nhẹ nhé. Em sẽ tháo cho bác xem cây 6.3 này nhé. Này, em sẽ tháo ra bên trong anh xem. Hiện tại em đang có hai size nhé. 6.3, 7.2 nhé. Đây. Đây. Các lóng trong này. Và nốt gốc là đều có đốt thứ nhất, đốt thứ hai, đốt thứ ba, đốt thứ tư đều có chống kẹt lóng này, chống kẹt lóng này. Đấy. Đấy, chất liệu là carbon này. Hiện tại dòng này em đang có hai size. Các bạn nhớ là có hai size nhé. Size 6.3 và 7.2. Đấy, đây là em cho các bác xem mẫu size 6.3 nhé. Các bạn nhớ là 6.3 thì nó cũng như 7.2 thôi, về hình thức y xì vậy thôi. Nó chỉ khác về về độ dài, về trọng lượng. Đấy, về độ dài và trọng lượng. Còn lại các thông số thì nó cũng tương đương. Đấy nhá. Em để cái 6.3 đây nhá.
Đây, 6m3 giá là 830.000 nhé. Giá 830.000, 6m3. Phong ảnh, gói với kép phong ảnh. Sang 7m2 đây. Đấy, 7m2 thì hình thức cũng như là cây 6m3 thôi. Đây, xem thông số của nó đây. 7m2. Đấy, là 7m21 này. Chiều dài thực này, 7 lóng này. Thu lại 118cm. Trọng lượng là 243g. Đấy. Nặng hơn một chút so với lại cây 6m3. Đây là hình như là có 258/272g. Cái này thì em không rõ lắm, 258 này là gì? Là khả năng là có lắp lắp chuôi cần này. Và bên này là có lắp bi đầu cần này. Đường cái ngọn vẫn giống như con 6m3 là 1,4mm, đường cái gốc giống như vậy. Hàm lượng carbon. Hàm lượng carbon thì cao hơn các bác nhé. Này 89%, 11% thành phần khác. Và cũng vẫn tải tĩnh là 1,5kg. Giá của nó là 900.000 các bác nhé. Giá 900.000, 7m2. Độ cứng 5H nhé. Độ cứng 5H. Còn bên này, bên này em có mẫu G20, G20 nhé, 7m2, cũng độ cứng 5H. Cái này thì có giá là 1.580.000. Về thông số này, 7m này, đây, 7m23, chiều dài thực ấy, 7 lóng, thu lại là 120cm. Đường kính ngọn là 1,3mm, đường gốc là 24,0mm, trọng lượng là 218g. Đây cũng giống như con kia này, trọng lượng có đôi trọng là 229g này. Đôi trọng lượng có bi đầu cần là 241g này. Hàm lượng carbon 90%, tải tĩnh 1,5kg nhé. Đấy. Đấy, em rút cho bác xem cần luôn. Đây là cần GVK và G20. Đây tem chính hãng của GVK này. Đấy. Cái này thì nó là kết hợp giữa màu gì đây? Màu vàng hồng, màu xanh. Đấy, màu xanh nó con này nó rất là gọi là bảy sắc cầu vồng đi. Đây. Màu đen này. Nắp bịt thì màu xanh này. Thấy chưa? Nắp chưa cần thì cũng màu xanh này, các bạn nhìn nè. Đấy. Và các đai đầu tiên, cái lóng đầu tiên đều có đai chống lổ này. Đấy. Cái lốt thứ hai này. Đấy, đốt thứ hai, đốt thứ ba này, các bạn nhìn này. Đấy. Cũng đều là carbon vặn xoắn luôn. Carbon xoắn đen. Đấy, bác nào thích cái mẫu này thì alo cho em nhé. Và trong trong hộp thì có bao cần này. Một cái giấy của GVK này. Còn bên này em có mẫu GVK Trúc Sơn. Đấy, cũng 7m2 nhé, 7m2. GVK Trúc Sơn 7m2. Mẫu này 5H nhé. GVK Trúc Sơn 7m2 5H. 5H. Đấy. Spencer hộp hồng. Đây, là xem thông số của nó đây. Đây 7m2 đây. Đấy. Độ dài thực là 7,19m, 8 lóng, trọng lượng là độ dài thu gọn 109cm, trọng lượng là 290g. Đấy. Có đối trọng là 304g và có bi đầu cần là 311g, đường kính ngọn là 1,4mm, đường kính gốc là 25,5mm.
hàm lượng carbon 99%, 1% thành phần khác, tải tĩnh là 1,6 kg. Tải tĩnh 1,6 kg nhé. Cây này thì có hai ngọn nhé. Dòng trúc sơn này gồm có em tại đang tặng kèm một ngọn này. Đấy. Cây này thì được tặng kèm một ngọn 6H. 6H khi vào nó sẽ hạ lóng xuống thì còn 7m các bác nhá, 7m, từ 7m2 xuống 7m. Đây. Vậy là cây này sẽ có hai ngọn. Một ngọn 5H và một ngọn 6H. Đây. Ngọn theo cần sẽ là ngọn 5H này. Đấy, còn ngọn hạ lóng đi kèm theo được tặng kèm này sẽ là ngọn 6H. Đấy, ngọn 6H. Đấy. Đây. À, cần này sẽ có hai ngọn cho bác chơi với hai độ dài là 7m và 7m2. 6H là 7m, còn 5H là 7m2. Đây, cần lóng này. Rồi với kép trúc sơn nhé. Con này cái lớp bên ngoài thì vẩy rắn, vẩy rồng này. Đấy, vân vẩy này. Đấy. Tem chính hãng này. Đấy, bắt đầu thích mẫu này alo em nhé. Và em hiện tại như còn một cây duy nhất thôi. Một cây 72. Hai ngọn. Tặng kèm một ngọn này. Đấy. À, một ngọn 5H và một ngọn 6H nhé. Giá của nó là 1.450.000 nhé. 1.450.000. Rồi với kép trúc sơn 72, hai ngọn. Đây một cái bao cần trong này này. Bao cần với lại giấy này. Đấy, giấy này. Đây mà. Và dòng trúc sơn này thì nó có hai cái lắp nhé. Đây có hai cái lắp. Đấy. Hiện tại là cái lắp đối trọng này thì nó không có cái lẫy để gắn dây bảo hiểm. Còn cái lắp thứ hai này sẽ có cái lẫy dây gắn dây bảo hiểm này. Dòng này đặc biệt nó có hai cái lắp chuôi cần. Hai lắp chuôi cần nhé. Đấy, có hai lắp chuôi cần. Hiện tại em chỉ có một cây thôi. Bác nào thích thì nên em nhé, 7m2 luôn. Dành cho các bác săn nhá. Đấy, vậy các bác sẽ có hai size, size 7m và 7m2 trong cùng một cây cần. Còn bên này. Bên này em có một mẫu mới. Đấy. Full một full size cho các bác từ 5m4 cho đến 8m1. Đấy. Mẫu này thì là mẫu GV kép Đại Thanh. Đấy, với các Đại Thanh thôi nhá. Đây. Đây GV kép Đại Thanh. Mẫu này là mẫu GV kép 6H nhé, GV kép Đại Thanh. Mỗi một cần đi kèm sẽ tặng kèm một đọt ngọn như này. Đấy, một đọt ngọn như này. Đấy, GV kép Đại Thanh vàng. Đấy. Cần nó màu vàng nhé, đây. Đấy, cho các bác xem chi tiết luôn. Đấy, các cây còn lại nó giống nhau. Nó chỉ khác mỗi độ dài thôi. GV kép Đại Thanh vàng. Đấy, các bác nhìn này. Đấy. Powell này. Đấy, một khúc màu vàng, khúc màu đen này. Đấy, khúc màu vàng nữa này. Đấy, hình con cá chép này. Đấy, 54 này. Đấy, super. Đấy. Thương hiệu Zorbon. Đấy, thương hiệu Zorbon. Tay này thì làm nhám. Đấy. Vẩy vàng, các bạn nhìn nha. Trông rất là sang chảnh. Đấy, rất đẹp. Chuôi cần này cũng có in thương hiệu của hãng Zorbon này. Mọi người. Đấy. Đây là chuôi cần đây, cục đối trọng luôn. Đây là các lóng trong này. Đấy, carbon chất lượng khá là ok anh em nhìn này. Đấy. Đấy. Các lóng của nó đây. Đại Thanh vàng. GV kép Đại Thanh vàng này. À quên.
John Boy này nhá, quên lại G với kép em nhầm nhá. Mẫu này là mẫu cần Jawbone, của hãng Jawbone nhé. Bên này là em có một phân khúc khác cho bác, mẫu mới của hãng mới luôn. Đây đây phần lắp bi đầu cần này, cái đốt đầu tiên mà vẫn có đai này, đai chống lổ này. Đấy. Cái đốt thứ hai này. Mẫu này mẫu Jawbone 6H 2 ngọn bác nhá. Tặng kèm một ngọn phụ đi kèm này, một cái bao này. Đấy. Cần rất là đẹp. Cần rất là đẹp luôn. Đấy. Về thông số nhá, về thông số cần em thông báo luôn các bác này. Về thông số cần luôn. Về thông số thì hiện tại thì dòng này đang có size từ 4,5 m cho đến 8,1 m. Hiện tại là em đang có size từ 54 cho đến 8,1 m. Đây là 54 này, 54 đây là 54 này. 54 thì có độ dài thu gọn là 120 cm, 5 đốt, đường kính gốc là 25,5 mm, đường kính ngọn là 1,6 mm, trọng lượng là 216 g. Đấy. Trọng lượng con này là 216 g, 6H nhé. Sang sang cây Jawbone 63 thì thông số của nó là thu lại cũng là 120, thu lại cũng là 120 cm, 6 lóng, đường kính gốc là 26 mm, đường kính gốc là 1,6 mm, trọng lượng là 286 g. Trọng lượng cây này 286 g. Còn tiếp tục đến với cây Jawbone 72. Đấy, có độ dài lóng là 118 cm. Đấy, 7 đốt. Đường kính gốc là 27 mm. Đường kính ngọn là 1,6 mm. Và trọng lượng là 365 g. Đấy. 365 g, 6H nhé. Các bạn nhá, đây là độ cứng 6H này. Đấy, các bạn nhìn rất đẹp. Đây là 7,2 m này. Và size cuối cùng là size 8,1 m này. Đây. Size 8,1 m Jawbone này. Jawbone. Nó đường thu lại là 118 cm, 8 lóng. Đường kính gốc là 30 mm. Đường kính ngọn là 1,6 mm. Trọng lượng là 448 g. Đây, 6H 448 g. Đây các bạn nhìn này. Đấy, rất là ok. Trọng lượng chưa đến 5 lạng. Đấy, chưa đến 5 lạng các bạn nhé. Với một cây cần 8,1 m. Thế là quá ok rồi. Đấy. Các bác biết đến cây xác bạo lực của Hà Ninh không? Cây đấy gần 8 lạng. Đấy nhá. Đấy, các bác nào có nhu cầu mẫu nào thì liên hệ cho em nhé. Thế còn bên này, bên này giúp em có một mẫu tiếp theo là mẫu Jawbone. Lục thủy, Jawbone lục thủy. Hiện tại em đang có 3 size từ 5,4 m cho đến 7,2 m. 5,4 m cho đến 7,2 m này, đây 5,4 này, 6,3 này, 7,2 này. Thì em thông báo luôn về thông số trước nhé. 5,4 đây. Có thông số là thu lại là 120, độ cứng là 5H nhé, độ cứng 5H, thu lại 121 cm, 5 lóng, đường kính gốc là 23 mm, đường kính ngọn là 1,5 mm, trọng lượng 54 là 165 g.
À, con này rất là nhẹ các bạn, 165g con này thôi. Đây. 5H và cũng được tặng kèm một lóng ngọn. Đây, một đốt ngọn. Đây các bạn nhìn này. Đấy. Đây. Đây, cần đây. Để em rút cái cần này cho bác xem. Cần lục thủy này thì màu chủ đạo là màu tím pha trắng và pha màu đen. Cả cái bịt đầu cần cũng màu tím này. Cái chuôi cần cũng màu tím pha với họa tiết màu vàng này. Đấy. Trọng lượng 5m4 rất là nhẹ. Nhé, rất là nhẹ. Đấy. 54 mà độ cứng 5H. Trọng lượng có 165g, 165g rất là nhẹ luôn. Rất là nhẹ luôn. Rất là nhẹ. Đấy, còn về 6m3 nhé, về 63. Còn về 6m3 các bác nhé, 6m3 này. 6m3 của lục thủy này. Có độ dài là 121cm thu gọn nhá. 6 lóng, đứng gốc là 23,8mm, đứng ngọn là 1,5mm, trọng lượng là 218g. Đấy, rất là nhẹ luôn. Dòng này rất là nhẹ, dòng lục thủy 5H này của Jobon rất là nhẹ luôn. Sang cây 72 này. Cây 72 này. Không, em sẽ báo giá luôn cho các bác nhé. Cây 72 này. 72 thì có đường kính có độ dài thu lại là 121cm, 7 lóng. Đường gốc là 26mm, đường kính ngọn là 1,5mm, trọng lượng là 275g. 275g. Đấy, độ cứng 5H. Đấy các bác nha. Có nghe chưa, đến 300g, các bác có một cây 7m2 rất là nhẹ. Đấy, và được tặng kèm một đốt ngọn như này, một đốt ngọn như này. Và độ cứng của nó là 5H nhé. Về giá cả nhé, về giá cả này thì đầu tiên em báo giá mẫu đại thanh vàng nhé. Đầu tiên là mẫu đại thanh 54 có giá là 1.550.000. Jobon 54 này, đại thanh vàng. Sang mẫu 6S3 đại thanh vàng, đại thanh vàng nhé, có giá là 1.700.000 nhé, 1.700.000 6S3. Sang mẫu 7m2 mẫu Jobon này có giá là 1.850.000 đại thanh vàng nhé. Và size cuối cùng của đại thanh vàng là 8m1 thì có giá là 2 triệu, có giá 2 triệu quá nhé. Độ cứng là đều là 6H nít nhé. Bạn nhớ là được tặng kèm một đọt ngọn nữa, độ cứng 6H hết. Còn sang mẫu lục thủy 5H này. Đây, mẫu lục thủy 5H này. Mẫu lục thủy 5H này thì 54 có giá là 1.500.000, 1.500.000 54 nhá. Sang mẫu 6m3. 6m3 lục thủy có giá là 1.600.000, 1.600.000. Và cuối cùng là mẫu lục thủy 7m2. Có giá là 1.750.000, 1.750.000 nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu alo em nhé. Đấy, có độ cứng 5H và 6H đấy. Đấy, bác nào cần thì alo em nhé. Đấy, số điện thoại em để bên dưới video, địa chỉ em để bên dưới video nhé. Đấy, hoặc em để một số trên tiêu đề video ấy. Bác nào cần thì cứ alo cho em. Đây là các mẫu cần câu tay tầm vừa tiền, từ 2 triệu đổ lại, từ 2 triệu đổ lại. Có rất size rất dài từ 5m4 cho đến 8m1 nhé. Độ cứng thì từ 5H cho đến 6H. Đấy, bắt đầu cần thì alo em nhé. Cảm ơn các bác theo dõi video. Đây là hàng của Hoàng Ngọc Anh, số 1 ngách 197 trên 11 đường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội. Đây là hàng của Nguyễn Xuân Hiệp, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Đây là hàng của Dương Văn Tám, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.